Anh em nhé, em xả hai cái bộ này của Victor này, bộ này của Kenwood này. Đấy, con này thì xả với giá là 650, con này thì xả với giá là 600. Đấy, hai con này bao hát AUX ok nhá, hình thức thì xấu. Đây, quay luôn. Con này 600 này, đít nở nhá, em để nguyên zin rồi. Đấy, về anh em tự tra keo tra kiếp vào nhá, cứ để thế chơi cũng chả làm sao cả. Đây, chỗ này vỡ nhá, chỗ này vỡ nhá. Đấy, hát AUX ok. Đấy, nói chung là hàng xấu thì em xả thôi, là 600. Đây, loa liếc đây, màn hình có đổi màu nhá, có đổi màu ở trên các cái nút điều chỉnh ở trên. Nói chung là hát hò ok, có cái ngoại hình xấu thôi. Đây, đít đây. Đấy, đít âm đi đây. 600 chưa có phụ kiện đâu anh em nhá, anh em mà chưa có phụ kiện anh em mua thêm nhá. Đây, con 650 đây, con này của Kenwood nhá. Anh em nào chơi tiếng bát nhiều thì lấy Victor kìa, còn chơi trung âm nhiều lấy Kenwood. Con Wood này gọi là đẹp đẹp hơn tí so với con Victor. Thùng loa của nó không bị nở đít. Hai con em test để hát AUX ok hết nhá bác nhá. Đấy, con này chỗ này nó xấu này, đít là ok nhá. Đây, đít ok hết nhá. Đấy, đấy, con này là 650 này, con này là 600 này. Đấy, anh em mà chuyển khoản thì đủ em bao ship nhá, chuyển cọc thì cọc em 200-300, chuyển cọc cũng không bao ship. Đấy, chuyển đủ thì em bao ship luôn. 650 này, 600 này. Đấy, bao hát AUX ok nhá, còn đĩa đĩa thì em không bao nữa nhá. Đấy, rồi bác nào chốt thì liên hệ với em nhá, số giáp nào đây. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, chốt bộ nào thì báo em nhé. Hai bộ xấu, nói chung là hình thức là xấu, anh em không phải quan tâm hình thức nữa. Đấy, quan trọng là hát hò ok và hay thôi. Đấy, anh em chơi trữ tình lấy bộ này, chơi remix lấy bộ này. Đấy, volume này.